Katy Perry được mời biểu diễn tại lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles III. Việc nữ ca sĩ Katy Perry sẽ có màn trình diễn tại lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles III đang được đông đảo công chúng quan tâm. Sau một thời gian dài chuẩn bị, cung điện Buckingham đã xác nhận tên tuổi các ngôi sao sẽ trình diễn âm nhạc cho lễ đăng quang sắp tới của vua Charles III. Trong đó, cái tên Katy Perry đặc biệt gây chú ý với nhiều khán giả. Trước đó, trong buổi phỏng vấn với Access Hollywood, Katy Perry đã nhắc tới việc được biểu diễn tại lễ đăng quang của vua Charles III. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ thêm về những ca khúc được cô lựa chọn trình diễn. Tôi rất biết ơn khi có được cơ hội này. Và tôi đã nghĩ về những ca khúc có thể hát cho dịp đặc biệt nhằm ủng hộ Hoàng gia Anh. Tôi sẽ tới lễ đăng quang với tư cách là một đại sứ và lan tỏa tình yêu cùng ánh sáng, Katy Perry chia sẻ. Hiện tại, Katy Perry đang là đại sứ quỹ bảo vệ trẻ em của British ASEAN Church. Đây là tổ chức phi lợi nhuận do vua Charles III đồng sáng lập vào năm 2020 nhằm giải quyết vấn đề nghèo đói ở Nam Á. Do đó, không ngạc nhiên khi Katy Perry là nghệ sĩ gốc Mỹ nhưng lại mời biểu diễn ở sự kiện đăng quang của vua nước Anh. Trước đó, có nguồn tin cho rằng nhiều nghệ sĩ hạng A của Anh như Elton John, Ed Sheeran, Harry Styles, Adele đều từ chối lời mời biểu diễn tại lễ đăng quang của vua Charles III. Lễ đăng quang của vua Charles và hoàng hậu Camilla sẽ được tổ chức tại tu viện Westminster, London, Anh vào mùng 6 tháng 5 tới. Buổi hòa nhạc diễn ra một ngày sau đó nhằm đánh dấu chương mới trong lịch sử quốc gia với chủ đề về tình yêu, sự tôn trọng và tôn vinh khối thịnh vượng Trung Anh. Chương trình kết hợp nhiều thể loại âm nhạc như pop, cổ điển,